Sao mày không để tao được thằng con trai hả Linh? Anh có phải là bắt lỗi được không anh? Cơ một! Anh xin lỗi Vy nhá. Anh Quang! Chặt cho nó chết hẳn luôn cũng được. Em phải dùng để đi làm sau kỳ nghỉ đẻ nữa chứ. Đứng ra chỗ khác không tôi đâm cho phát bây giờ. Em không đồng ý đâu. Tao nói có không hiểu à? Tao nói là không nghe à? À? Tao cầm cái xe lấy đâu ra tiền được cơ? Đang đèn thua điên hết cả người đấy. Anh không được bán. Tránh ra, tao nói mày tránh ra. Anh Thắng. Cứ nhả cho nó thắng đậm mà. Rồi từ buổi sau chặt gần nó. Cho nó thua ít, rồi thua nhiều. Càng thua ấy, thì nó càng điên cuồng gỡ thôi. Thời của tao đến rồi. Cờ đến tay ai người phất thôi. Hả? Cấm đứa nào đứng dậy đấy nhá. Tiếp chứ? Dạ, tiếp chứ. Hả? Hả? Ok, chuyền đi. Chuyền đi, chuyền con sút nào. Chuyền. Chuyền ở ngoài nữa. Sao nửa đêm rồi anh cứ xem bóng đá giò hé ầm ĩ thế? Con nó còn nhỏ nhẽ nó không ngủ được thì sao? Em cũng cần ngủ nữa chứ. Đây rồi. Sút nào, sút đi, sút. Thế sút cũng không vào được nữa chứ. Lại thua độ trận này rồi. Mà cô làm sao đấy nhở? Tại sao tôi cứ xem đá bóng mà cô lại chọ cái mõm thối vào làm cái gì? Mẹ đây. Ngoan nhá, nín nhá. Rồi lại cả cái con vịt rời này nữa. Đêm hôm khóc lóc cái gì? Mày có biết là bố mày vừa thua bao tiền không? Còn cái loại phụ nữ vô dụng, không giúp được cái việc gì lại còn đen đủi nữa. Linh, sao mày không để cho tao được thằng con trai hả Linh? Bây giờ mà tao có thằng cu thì có phải là tao đỡ đen rồi không? Mẹ con mày có biết là tao vừa thua trận đóng bao tiền không ạ? Vô dụng, không được cái việc gì. Cho nó ngủ đi. Sao mày lại ở đây hả Linh? Tao đã bảo mày ở nhà cơ mà. À, tao hiểu luôn lý do vì sao mà hôm nay tao lại thua không gỡ đồng nào mà. Anh có lấy tiền trong tủ quần áo của em không? Đấy là tiền em dành dụ để dự phòng cho cái bông đấy. Bây giờ con nó ốm đang nằm ở nhà mà không có một đồng nào để đi khám bệnh như này. Anh mau đưa tiền đấy, rồi về đưa mẹ con em đi khám ngay. Số tiền đấy tao thua hết rồi. Bây giờ đang ẻ cổ tao mà gỡ đây này. Mày tự về nhà lo cho con vịt rời của mày đi. Tao đang làm việc lớn, đừng có đứng lảng vảng ở đây mà khiến tao đen thêm. Anh là cái thể loại gì đấy hả Thắng? Chuyện cờ bạc thì anh còn là hệ trọng, còn con gái đang nằm ốm ở nhà thì anh rực rỡ như không vậy, lại còn đi lấy tiền của nó để đi chơi cờ bạc nữa. Anh có coi là con trai được không anh? Cơ một, ai cho phép mày nói cờ bạc như thế hả? Chỉ có loại phụ nữ chúng mày dính vào tao mới đen đủ thôi. Tốt nhất là mày cút về, đừng có hãm phí ở đây, làm tao không gỡ đồng nào nữa. Anh đi đâu? Tao đi bán nốt cái điện thoại để gỡ. Không giúp được việc gì thì thôi, cút về. Alo, hôm nay chặt đẹp nó đi, chặt cho nó chết hẳn luôn cũng được. Mất hết rồi. Sao? Giờ thì anh đã hiểu cảm giác mất mát hết của tôi ngày xưa chưa? Thằng người yêu cũ tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Mày, sao
em lại ở đây. Ủa sao anh lại đi bộ? Hôm qua anh bảo anh hỏng xe, em cho anh mượn xe mà. Xe đâu? Anh nói thật nhá, hai cái xe đấy anh đều cắm cả rồi. Cái gì? Cắm xe? Anh cắm cả xe của em á? Anh xin lỗi nhá. Tại vì anh đang cần tiền gấp để gỡ lại mấy ván bài thua hôm qua. Anh xin lỗi mình nhá. Anh Quang! Anh đứng lại cho tôi! Sau khi mà bị anh lừa bán con xe máy duy nhất, tôi liên lạc anh không được. Anh trốn biệt tích. Đến con lợn mà tôi tiết kiệm anh cũng cầm đi anh đánh bài. Anh có biết trong khoảng thời gian đấy tôi phải khốn khổ xoay sở tiền như thế nào không ạ? Loại tồi tệ. Vì trả thù anh ấy, tôi quyết tâm làm tất cả các sòng bài để có một ngày được gặp anh, để trả thù tất cả từ tình lẫn tiền anh ngày xưa. Em sao, sao em phải làm như thế? Em có được cái lợi lộc gì đâu. Được chứ, được thỏa mãn, được nhìn thấy anh phải trả giá tất cả những gì anh đã gây ra. Anh có biết ấy, vì cái máu ham mê cờ bạc của anh mà anh khiến bao nhiêu người xung quanh phải khổ không ạ? Hận thù ấy thì phải trả lại bằng thù hận. Cái đấy mà anh không biết à? Cái đấy mà anh cũng không biết à? Em bị điên rồi. Đúng, tôi điên đấy. Để xem lần này anh có thoát được tôi không? Cảnh sát đang ở đây này. Cảnh sát ơi. Cảnh sát ơi, tất cả những kia giơ hai tay lên. Tôi bắt quả tang hành vi cờ bạc trái phép của các người tại đây. Mời về đồn. Giơ tay đi. Alo, tớ đây. Trời ơi, bà biết tin gì chưa? Ông Thắng chồng bà bị cảnh sát bắt vì tội cờ bạc trái phép rồi đấy. Tôi vừa lướt báo mạng thấy trình hình ảnh chồng bà trên báo luôn. Để tớ gửi ảnh cho cậu xem. Alo, cảnh sát ạ. Tôi muốn báo cáo một hành vi vi phạm pháp luật. Có một sòng bạc đang hoạt động trái phép. Anh ta không còn là chồng của tớ nữa rồi. Em chào chị là chị Linh đúng không ạ? Em xin tự giới thiệu, em là người yêu của anh Thắng ạ. Nhìn chị sốc như thế này ấy, là anh Thắng chưa kể cho chị đúng không? Cái anh này có thế mộng giấu chị gái nữa. Chị gái á? Lần trước ấy, em gọi điện thoại cho anh Thắng, nghe thấy giọng nữ, em cứ tưởng là anh Thắng lén phéo với con nào. Hóa ra hỏi ra mới biết là chị gái nghe máy ạ. Đúng rồi, chị quên mất. Em vào nhà đi. Mà em đến đây chơi hay có việc gì đấy? À, sinh nhật anh Thắng lại đúng ngày em đi công tác, nên là em tính sang đây tổ chức sinh nhật bí mật cho anh ạ. Thế để chị giúp em nhá. Dạ vâng ạ. Em vào nhà đi.
Chị Linh biết gì không? Em với anh Thắng ấy làm cùng công ty. Khổ nỗi, em lại là cấp trên của anh ý, nên là bọn em không công khai. Nên là anh ấy bảo bọn em yêu nhau cứ bí mật thôi. Thế bọn em yêu nhau được bao lâu rồi? Bọn em yêu nhau nửa năm chị ạ. Từ lúc mà đi du lịch với công ty ấy. Hóa ra, trong lúc tôi đang đau đớn trên bàn đẻ, thì anh lại đang vui vẻ bên người khác. Cái túi hiệu kia là anh Thắng mua cho em à? Vâng, mà sao chị biết ạ? Anh ấy tặng em lúc mà 1 tháng yêu nhau đấy ạ. À, tại hôm trước chị thấy nó mang về một cái túi y hệt như thế. Vâng. Đâu? Em vừa phải dỗ con mãi nó mới chịu ngủ, mệt quá. Thế á? Anh có quà tặng vợ này. Sắp đầy tháng con nên anh có quà tặng vợ đấy. Để cảm ơn vợ thời gian qua đã vất vả chăm sóc con thay cả phần của anh. Đợt này anh bận quá, không có nhiều thời gian ở nhà đỡ đần vợ được. Sao? Thích không? Ơ, cái túi này đang hot lắm này. Em thích lắm, cảm ơn chồng nhá. Để anh đập lưng cho. Mệt lắm đúng không? Hóa ra anh mua tặng cô ta để nhân tiện mua thêm một cái cho tôi. Chứ vốn dĩ không phải vì anh thương tôi sinh con khổ cực nên tặng. Khốn nạn. Về rồi đấy à? Ơ kìa, anh Thắng gọi em là vợ mà. Bình thường bọn em vẫn xưng nhau vợ chồng như thế. Chị với anh Thắng không những xưng hô với nhau là vợ chồng, mà cách đây 4 năm bọn chị còn được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp cơ. Chuyện này chắc anh Thắng chưa kể với em đúng không? Chị đang nói đùa đúng không ạ? Anh Thắng, đừng nói với em là những lời chị Linh nói là thật nhá. Nếu như ngày hôm nay My không vô tư đến đây thì tôi vẫn nghĩ anh là một người chồng yêu vợ thương con cơ đấy. Ai mà ngờ đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo ấy lại là một tên ngoại tình thối nát. Khốn nạn. Tôi tưởng anh không công khai để giữ thể diện cho tôi. Ai ngờ là như thế à? Đường đường là giám đốc mà bị một thằng khốn nạn lừa thành tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Anh đừng mong thăng chức gì cả. Kể từ ngày mai tôi chính thức sa thải anh. Còn tôi thì không cần đợi đến ngày mai. Ngay bây giờ anh lập tức cút khỏi nhà tôi. Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn chứa chấp cái thứ dơ bẩn như anh. Một khi anh đã phản bội tôi rồi ấy, thì anh sẽ không còn cái gì ở trong ngôi nhà này đâu. Rồi, em nghe anh nói nữa. Cút. Cút. Anh. Em ạ. Em. Anh Thắng, sao trong túi áo của anh lại có hóa đơn khách sạn này? Mẹ, sao mẹ lại đưa thư ký của anh Thắng về đây làm gì thế ạ? Thư ký nào mà thư ký? Từ giờ ấy, Trinh sẽ là vợ của Thắng. Vì Trinh đang mang trong người cháu nội của tôi đấy.
Chuyện này là sao? Cháu nội của mẹ có nghĩa là con của anh á? Anh ạ, anh không biết. Em đã đi xét nghiệm ADN và mẹ của anh cũng đã thấy kết quả rồi. Em với anh đã có một đêm mặn nồng với nhau và đứa con này chính là con của anh đấy. 2 tháng trước, vào cái hôm liên hoan kỷ niệm 10 năm thành lập công ty ấy, con say quắc cần câu ra. Mẹ thì bận ở lại để chào hỏi đối tác. Mẹ mới nhờ Trinh đưa con về nhà. Thế nhưng mà hình như là con không về nhà thì phải. Hôm đó anh nói với em là anh ngủ lại công ty. Anh nói dối em à? Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nào nói với em rằng anh thức dậy ở khách sạn được. Em lái xe đưa anh về, nhưng anh bảo là không muốn về nhà gặp mụ vợ già của anh mà. Và anh đã lôi em vào khách sạn rồi. Đồ phản bội, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Linh, không, con đứng lại cho mẹ. Chính mẹ, chính mẹ là cố tình để Trinh đưa con về. Không phải là mẹ ghét vợ con, thì vợ con chưa đẻ được. Thế mẹ gài Trinh ngủ với con để mẹ có cháu chứ gì? Ừ, đúng rồi đấy. Đúng là mẹ bày ra chuyện này đấy. Mẹ còn có thể làm được nhiều hơn thế, miễn là có cháu nội đích tôn và đuổi được cái con cau điếc kia ra khỏi nhà. Thôi, kệ nó đi cháu, ngồi xuống đây. Xinh đẹp hiền lành nhưng mà không đẻ được cũng chỉ là thứ phụ nữ vô dụng mà thôi. Buồn nhở, căn nhà này sắp có chủ nhân mới là tôi rồi. Chắc chị cay cú lắm nhỉ. Cầm miệng lại ngay, thứ phụ nữ dơ bẩn. Cô nói ai dơ bẩn đấy? Mẹ về rồi đây. Ô, có chuyện gì thế? Ấp lên nào. Con vừa mới chào chị ta thôi mà chị ta lao đến đánh con, rồi đẩy con ngã ra, còn ném vali vào người cháu mẹ đấy đó. Thật thế hả con? Mày còn dám lừa tao đến bao giờ nữa hả? Cái kết quả ADN cô đưa cho tôi là giả. Đứa con trong bụng mày không phải là cháu nội của tao. Tôi đã bảo anh là chỉ làm giả một tờ giấy xét nghiệm thôi mà, có tốn sức gì của anh đâu. Hơn nữa, tôi còn trả lương hậu hĩnh cho anh rồi mà. Đừng bao giờ moi thêm tiền con này nữa nhá. Vợ. Vợ. Anh vừa ở chỗ khách sạn hôm trước, kiểm tra camera và hỏi nhân viên ở đây. Người ta đều nói là buổi tối hôm ấy, cô ta cố tình dìu anh vào khách sạn. Nhưng sau đó, cô ta bị anh đuổi ra khỏi hành lang đứng, rồi bỏ về. Anh hoàn toàn vô tội. Anh và cô ta không làm gì nhau cả. Xảy quá Linh ơi. Đợi anh dậy nha Linh ơi. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi? Đứng làm tôi mách vợ tôi bây giờ. Anh Thắng, đến chiều anh mà. Chiều cái con khỉ à? Tôi đang buồn ngủ gần chết đi. Đứng ra. Vợ đã bảo rồi, đi ngủ là khóa cái cửa vào cho nó cẩn thận. Đi ra. Thế là yên tâm đi ngủ rồi. Tôi đã cho thám tử điều tra và biết được rằng thời gian gần đây cô hay qua lại với cái thằng người yêu cũ. Thế cho nên là chắc chắn đứa bé này là con của cô và cái thằng đấy. Cô định bắt tôi đổ vỏ à? Mau cút ra khỏi nhà tôi. Cút đi.
Linh ơi, mẹ, mẹ xin lỗi con. Vì mẹ mù quáng, muốn tìm mọi cách để có cháu trai bằng được, cho nên mẹ đã vô tình làm tổn thương con và Thắng. Lại còn suýt chút nữa lôi cái con hổ ly kia về để phá nát gia đình mình nữa chứ. Con tha lỗi cho mẹ nhá. Vâng ạ, cảm ơn con. Đầu chị có tư duy không ấy? Tư duy của tôi không áp dụng được với cái nhà này. Đúng là cái loại con gái không có người dạy. Sới cơm cho mọi người đây. Cơm không có cơm lại toàn rác thế này. Thì mẹ bảo em làm thế mà. Này, cô bị điên à? Tôi nói thế bao giờ? Sáng nay mẹ sẽ bảo con là quét nhà, dọn rác, nấu cơm. Con làm theo đúng lời mẹ dặn. Quét nhà xong dọn sạch đống rác, rồi cho vào nồi nấu lên mà. Trời ơi, tôi bảo cô ấy dọn nhà xong thì đi nấu cơm, chứ không phải là bảo cô là quét rác rồi đổ vào nồi cơm để nấu. Thế thì mẹ phải nói ngắt ý ra, có chấm có phải đàng hoàng chứ ạ? Này, chị bị ngáo văn hóa cấp tiểu học à? Chuyện đương nhiên như thế này mà chị cũng không hiểu. Đầu chị có tư duy không ấy? Tư duy của tôi không áp dụng được với cái nhà này. Mà nói cách khác là cả cái nhà này chẳng ai có tư duy theo lẽ thông thường hết. Lúc nào cũng tỏ vẻ thượng đẳng, đối xử với con dâu như ô xin. Để tôi nhắc cho các người nhớ nhá. Trưa nay mẹ muốn ăn gì thì con nấu ạ. Hỏi ai đấy? Chả có thư gửi gì cả. Con xin lỗi ạ. Dạ thưa mẹ, trưa nay mẹ muốn ăn gì ạ? Đúng là cái loại con gái không có người dạy, chả biết phép tắc gì cả. Gặp người lớn ý, chào trước rồi hỏi gì mình mới hỏi. Dạy một thì phải biết 10 chứ đấy. Nhưng mà chào hỏi là sao ạ? Sáng nay con đã chào mẹ rồi mà. Mẹ con mình ở chung một nhà, con cũng có đi đâu về đâu mà phải chào tiếp ạ? Như thế kỳ cục lắm mẹ ạ. Đúng là cái loại con gái không có người dạy, chả biết phép tắc gì cả. Kể cả ấy, tôi với chị ở chung nhà, một ngày ấy, chạm mặt nhau 100 lần thì cũng phải chào hỏi 100 lần, hiểu chưa? Vâng ạ. Về rồi đấy à? Thôi anh dặn em mua này, anh uống luôn đi cho khỏi bệnh. Em không hiểu anh nói cái gì à? Anh dặn em là mua cho anh bao thuốc lá cơ mà. Đúng là em có vấn đề về đọc hiểu thật rồi đấy. Thì em hiểu là thuốc chữa bệnh là đúng rồi còn gì nữa. Bác sĩ bảo anh phải bỏ thuốc lá, bây giờ em mà mua thuốc lá nữa thì là thành hại anh à? Tôi không cần cô phải lo, tôi tự lo được. Tôi dặn cô thế nào thì cứ phải làm thế đấy chứ. Bây giờ đi ra ngoài mua bao thuốc lá về đây. Mà làm ơn, lần sau tôi dặn mua cái gì thì nạp vào não cái đã, rồi làm y chang như thế. Đừng có le te tự làm theo ý của mình nữa. Cái áo này của tôi ai bảo chị cho vào máy giặt? Tôi dặn chị như thế nào rồi? Thì em dặn chị áo này giặt riêng, chị đã giặt mẻ riêng rồi còn gì. Có giặt chung với đồ khác đâu. Trời ơi, tôi nói giặt riêng ấy là chị phải giặt bằng tay. Đầu chị chỉ để mọc tóc thôi à? Sao có cái áo không giặt được? Đưa đây, để tôi tự giặt. Lúc nào các người cũng bắt tôi phải làm theo đúng từng câu từng chữ các người dặn. Hôm nay tôi làm đúng theo lời mẹ dặn đi thôi. Các người lồng lộn lên cái gì? Chị đừng có quá đáng như thế chứ. Chị định ngồi lên đầu lên cổ cái nhà này à? Chị bị điên à? Sao gạt đô của tôi mày? À, mẹ, anh đã. Chị làm theo đúng lời em bảo đấy. Đây,
quỷ cái kia. Trần đời, tao chưa thấy đứa con dâu nào mà điên như mày đấy. Anh chịu em luôn đấy Linh ơi. Em đi về làm dâu thì em phải hiểu cái chân lý là nhà chồng luôn đúng chứ. Thôi rồi, hôm nay em xin lỗi tất cả mọi người đi. Thì coi như là anh bỏ qua cái chuyện này. Coi như là em chưa nói gì bố láo với mọi người cả. Tôi phải xin lỗi chính mình, vì bản thân đã phải chịu đựng cái nhà này cho đến tận ngày hôm nay mới đúng đấy. Ly dị đi. Thầy rồi, thầy nào cũng bảo sau một tháng vợ chồng con gần gũi thì mới đẻ được cháu trai hợp với tuổi mẹ. Nhưng mà đêm tân hôn vợ chồng con gần gũi thì có gì là sai ạ? Mẹ mê tín dị đoan nó vừa phải thôi. Thủ tục cưới xin con đã nghe lời mẹ rồi. Bây giờ đến đời sống hôn nhân vợ chồng con mẹ cũng can thiệp vào nữa. Mẹ muốn làm sao đây? Là con bảo vợ con không đồng ý nghe theo lời của mẹ đấy. Mày ngu lắm con ạ. Đã thế, đêm nay mẹ mày ngủ ở đây luôn để xem chúng mày làm gì được nào. Đấy, chúng mày có làm gì thì làm đi, làm luôn đi. Mẹ như vậy thì con chịu rồi, con thua mẹ rồi. Thôi, hôm nay ngày cưới, vợ chồng mình cũng mệt rồi. Bây giờ anh với em ra ngoài phòng khách đếm phong bì đi. À này, cái chữ phong bì này đưa đây tôi giữ. Anh chị không phải đếm điếc gì cả. Sao lại mẹ giữ ạ? Thế tôi bỏ tiền ra, tôi làm cỗ cưới rồi xính lễ các thứ thì tiền này chả tôi giữ thì ai giữ? Lần đầu con thấy bố mẹ bắt con cái tự lo đám cưới đấy ạ. Thôi được rồi, nếu mẹ đã nói như thế thì bây giờ mọi người sẽ ngồi soạn ra xem phong bì nào là của họ hàng với cả của bạn bè mẹ thì con sẽ gửi lại cho mẹ. Còn phong bì của nhà gái với cả của bạn bè bọn con thì bọn con sẽ giữ ạ. Không được, chỗ này tôi giữ hết. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Bây giờ ấy, phong bì là phải quy về một mối của nhà chồng. Cô nên nhớ rằng nhá, cô đang ăn nhờ ở đậu ở nhà chồng đấy. Dày ra phết nhờ. À mà nữa, cái chỗ vàng cưới đâu? Đưa nốt đây tôi giữ nốt. Vàng cưới thì liên quan gì ạ? Đây là của hồi môn của bố mẹ con cho con mà. Thế à? Cho cô á, cho cả cái nhà này. Cô thử nghĩ mà xem, nếu mà không có cái đám cưới này thì liệu cô có được tặng vàng không? Mẹ nói chuyện vô lý quá rồi đấy mẹ. Cái đấy thì con không đưa cho mẹ được đâu ạ. Lúc cưới mẹ có trao cho con một chỉ vàng, giờ con sẽ gửi lại mẹ. Số còn lại là thuộc quyền sở hữu của con. Này, vàng nó để ở đâu nhỉ? Trời! Thắng, sao con lại trốn ở trong tủ? Mà sao mẹ nhân lúc vợ con về nhà ngoại mẹ lẻn vào phòng bọn con làm gì? Còn con làm gì mà lén la lén lút như thế à? Đợi mẹ xem nào. Đợi mẹ xem nào. Hóa ra là hộp vàng cưới ở đây. Hèn gì mẹ đi tìm mãi không thấy đâu cả. Mẹ, vợ con đã bảo là không đưa vàng cho mẹ rồi. Mẹ lẻn vào phòng vợ chồng con để mẹ lấy vàng đấy à? Còn mày thì mày làm gì mà lén la lén nút thế? Lại còn lấy hộp vàng. Mày lấy hộp vàng để làm gì? Con có việc cần dùng đến. Mà thôi, mẹ đừng nói với cả Linh nhá. Mày làm gì mà cần hộp vàng? Chắc là cần một số tiền rất lớn đúng không?
Làm gì? Chuyện này con nói với mẹ sau. Còn cái số vàng này con giữ. À không được, không được. Mày ấy không thể nuốt một mình cái chỗ vàng này được. Chỗ này cưa đôi, mẹ một nửa, mày một nửa. Nếu đồng ý thì bắt tay. Đúng không? Ok. Mẹ ơi, mẹ có biết vàng cưới con để ở đâu không ạ? Vàng nào? Tôi có vào phòng của chị đâu mà biết cái hộp vàng của chị để ở đâu. Con đã nói với mẹ là vàng con để ở trong hộp đâu. Sao mẹ lại biết ạ? Tiền Phong bị cưới mẹ lấy còn chưa đủ, bây giờ mẹ còn lấy trộm cả vàng cưới của con nữa luôn ạ? Cô lão xem tôi vừa thôi nhá. Cô dám đổ cho mẹ chồng ăn trộm vàng của cô á? Cô có bằng chứng gì không? Hay là thấy bà già này hiền lành quá thì đã đổ tiếng oan cho tôi? Cái đồ con dâu mất dạy. Thắng, mặt con làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi, hai người cứu con với. Anh làm sao? Có chuyện gì? Chẳng là anh đam mê cái bộ môn đỏ đen. Anh đánh ở sông bạc cả ngày. Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng được. Anh tưởng là ngon ăn, ai ngờ anh mất hết. Mà càng thua thì anh càng gỡ. Anh ngỡ đến cái mức mà vay tiền cái bọn ở sòng bạc. Bây giờ không có tiền trả, bọn nó đang giáo giết tìm anh ở dưới kia kìa. Mẹ ơi, mẹ cứu con mẹ ơi. Cái gì? 700 triệu á? Trời ơi con ơi là con, sao mày ngu thế hả con? Trời ơi, bây giờ lại còn ham mê đỏ đen rồi lại phá ra chi tử thế này nữa chứ. Em quá thất vọng với anh đấy. Em chỉ vừa mới lấy anh thôi mà về hết bị mẹ chồng đánh anh kiểm soát. Giờ đến chồng đem nợ về nhà. Em quá chán cái nhà này rồi. Linh, anh xin em đấy, em ở lại với anh đi. Em đừng bỏ anh lúc này. Anh chết mất, bọn nó sẽ không tha cho anh mất. Anh xin em đấy Linh ơi. Đúng rồi đấy Linh ơi. Mẹ xin con, bây giờ con tìm cách để giả nợ cho thằng Thắng đi. Mẹ hứa là mẹ sẽ giả lại phong bì cưới này, vàng cưới. Rồi mẹ sẽ dạy dỗ thằng Thắng lại từ đầu. Rồi nó sẽ không dám như thế này nữa đâu. Con cứu nó đi mà. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ 700 triệu đâu Linh ơi. Thế thì con về hỏi ông bà thông gia vay thêm một ít nữa, rồi để trang trải nợ nần thằng Thắng. Chứ không thì chúng nó giết thằng bé mất đấy. Mẹ xin con đấy Linh ơi. Thôi được rồi, để con tính ạ. Mẹ cảm ơn con. Mẹ cảm ơn con dâu của mẹ. Em, anh xin lỗi về chuyện ban nãy của mẹ anh nhá. Em cứ bình tĩnh đi, anh sẽ nói chuyện với mẹ để tìm cách giải quyết. Anh bảo em bình tĩnh thế nào? Tính mẹ như thế thì giải quyết kiểu gì? Chả nhẽ bây giờ đòi lại phong bì à? Mà như thế mẹ còn ghét mày hơn ấy. Không cần. Vợ chồng mình sẽ tạo ra một vở kịch. Mấy ngày tới em cứ về nhà ngoại đi, còn lại để anh lo cho. Em cứ đấm thẳng vào mặt anh ấy. Đấm làm sao mà nó như cái kiểu là mấy thằng đó nợ thuê nó đấm ấy. Như thế mới thật được. Hay là còn cây nào khác không chồng? Không sao, anh chịu đau tốt mà. Nhưng mà... Thế em không muốn. Ở dưới đây con. Em ra tay hơi thật quá nhở? Chắc là anh đau lắm đúng không? Đau chứ sao không đau. Em ra tay mạnh phết đấy. Nhưng mà kế hoạch đã thành công mỹ mãn rồi. Có đau nữa thì anh vẫn chịu được. Cảm ơn chồng nhá. Nhờ có cách xử lý thông minh của anh mà bây giờ mẹ sẽ nể mặt em, không dám làm gì quá quát với em nữa rồi. Thực ra thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không có khó để giải quyết đâu. Miễn sao là người chồng đứng ở giữa thế nào thôi.